đang giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy nhà ở Hà Nội. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PCCC và CNCH đang nỗ lực dập lửa, hiện chưa rõ tình trạng của 3 nạn nhân mắc kẹt bên trong. Ngày 8 tháng 7, lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn quận Đống Đa vừa xảy ra vụ cháy khiến 3 người mắc kẹt bên trong. Khoảng 6 giờ cùng ngày, tại ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Đống Đa, người dân phát hiện ngôi nhà 4 tầng bốc cháy nên báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát đến hiện trường để dập lửa. Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà dân kết hợp với kinh doanh làm móng tay, móng chân. Thông tin có 3 người mắc kẹt bên trong. Cảnh sát đang tiếp cận nạn nhân ở hiện trường, e rằng họ khó qua khỏi, vị lãnh đạo này thông tin.